trình cùng Daryl. Và đây là loạt video hướng dẫn lập trình ứng dụng Microbit. Trong loạt video này, chúng ta sẽ nghiên cứu tạo ra một chiếc đồng hồ thông minh trên Microbit. Bài hướng dẫn số 4: lập trình chức năng đếm ngược marathon và đo nhịp tim. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ lập trình cho chức năng đếm ngược marathon. Chúng ta sẽ bắt đầu lập trình cho chức năng này ngay vị trí lúc nó được kích hoạt, tức là nút B được nhấn trên giao diện menu hiện lên ứng với chức năng đếm ngược. Ta sẽ bổ sung thêm các lệnh vào vị trí cuối cùng của sự kiện On Button B Press It. Cụ thể, ta đưa vào thêm một câu lệnh điều kiện để kiểm tra xem lúc này có đang ở chế độ bật menu và biểu tượng hiện lên trên màn hình có phải là chức năng đếm ngược hay không, tức là chế độ bằng 1 và chức năng bằng 5. Nếu điều kiện này đúng, ta sẽ bổ sung thêm một chế độ làm việc mới cho đồng hồ, đó là chế độ kích hoạt đếm ngược. Ta quy ước đó sẽ là chế độ 5. Lúc này, ta tạo thêm một biến số mới có giá trị kiểu Boolean đúng sai để quản lý chức năng này, đó là biến số đếm ngược. Ban đầu, đặt giá trị cho biến số này là false, bởi vì ngay khi chức năng này được chọn, thời gian vẫn chưa đếm ngược ngay mà còn phải thực hiện thêm vài thao tác nữa. Ta tạo thêm một biến số khác có tên là bộ đếm. Biến số này có chức năng lưu giá trị thời gian trong quá trình đếm ngược. Ban đầu, đặt giá trị cho biến bộ đếm là 0. Cùng lúc này, hiện giá trị của biến số bộ đếm lên màn hình để người dùng xem để bắt đầu thực hiện thao tác điều chỉnh giá trị cho bộ đếm. Biến số bộ đếm có giá trị bằng bao nhiêu hoàn toàn là do người dùng nhập vào. Muốn làm được như vậy, ta phải lập trình cho nút A có chức năng nhập liệu giá trị cho bộ đếm. Ta sẽ quay lại với sự kiện On Button A Press It và bổ sung thêm các lệnh mới ở khúc cuối. Cụ thể, ta đưa vào thêm một câu lệnh điều kiện để kiểm tra xem có đang ở chế độ kích hoạt đếm ngược hay không, tức là biến chế độ bằng 5. Nếu điều kiện này đúng, ta tạo thêm một chế độ làm việc mới không đụng hàng với những chế độ khác để mạch Microbit thực hiện một chức năng duy nhất thôi, đó là nhập liệu giá trị cho biến số bộ đếm. Ta quy ước đó là chế độ 5.1, chế độ nhập liệu bộ đếm. Nếu đã chuyển qua chế độ này rồi, nút A sẽ đóng vai trò thay đổi giá trị cho biến số bộ đếm. Ta đưa vào thêm một câu lệnh điều kiện cho nút A, kiểm tra xem có đang ở chế độ nhập liệu bộ đếm hay không, tức là chế độ bằng 5.1. Nếu điều kiện này đúng, ta tăng giá trị cho biến số bộ đếm lên 5 đơn vị, tức là mỗi lần bấm nút A, bộ đếm sẽ tăng lên 5 giây. Tùy vào người dùng muốn đếm ngược bao nhiêu giây thì bấm nút A với số lần phù hợp. Sau câu lệnh tăng giá trị cho biến bộ đếm này lên 5 giây, ta đưa vào thêm một câu lệnh hiện giá trị của bộ đếm ra màn hình để người dùng nhìn thấy. Sau khi nhập giá trị cho biến bộ đếm xong rồi, ta sẽ bấm vào nút B để quá trình đếm ngược được thực hiện. Ta sẽ quay lại với sự kiện On Button B Press It và bổ sung thêm một câu lệnh điều kiện để kiểm tra xem có đang ở chế độ nhập liệu bộ đếm hay không, tức là chế độ bằng 5.1. Nếu điều kiện này đúng, ta tạo thêm một chế độ con khác để chương trình thực hiện việc đếm ngược, đó là chế độ bằng 5.2, bắt đầu đếm ngược. Sau khi đã chuyển sang chế độ này rồi, đặt giá trị cho biến số đếm ngược là true để đánh dấu sự bắt đầu của nó. Việc đếm ngược phải được thực hiện nhiều lần nếu với các lệnh đó trong một sự kiện nhấn nút là không khả thi, cho nên ta sẽ cần sử dụng đến một sự kiện lập để thực hiện việc đó. Ta sẽ sử dụng đến vòng lập forever mà ta đã viết các lệnh hiện menu và thực thi chức năng la bàn trong đó. Ta sẽ bổ sung tiếp các lệnh mới vào khúc cuối của vòng lập forever này. Cụ thể, ta đưa vào thêm một câu lệnh điều kiện để kiểm tra xem có đang ở chế độ bắt đầu đếm ngược hay không, tức là chế độ bằng 5.2. Nếu điều kiện này đúng, thực hiện tiếp các lệnh sau đây. Hiện giá trị của biến số bộ đếm ra màn hình. Sau đó sẽ là một câu lệnh điều kiện khác, kiểm tra xem giá trị của biến số đếm ngược có bằng true hay không. Nếu đúng, tạm ngừng trong 1 giây. Sau đó, giảm giá trị của biến số bộ đếm xuống 1 đơn vị. Cứ thế, trong vòng lập, bộ đếm có giá trị giảm dần, nhưng không được phép giảm xuống giá trị âm. Cho nên, ta gắn tiếp một câu lệnh điều kiện bên trong đó nữa, kiểm tra xem bộ đếm có bằng 0 hay không. Nếu bằng 0, thì đặt giá trị cho biến đếm ngược là false, để điều kiện thực hiện đếm ngược không còn đúng nữa, và nó sẽ dừng lại, việc đếm ngược kết thúc. Lúc này, người dùng muốn thoát chức năng đếm ngược thì bấm vào hai nút AB cùng lúc. Chương trình sẽ chuyển về chế độ chờ, tức là chế độ bằng 0. Các lệnh đó ta đã viết ở những bài học trước rồi, nên không cần phải làm gì thêm. Sau khi nạp chương trình cho mạch Microbit, ta sẽ khởi động nó lên và chạy thử chức năng đếm ngược marathon. Ta sẽ bật menu lên và tìm đến chức năng đếm ngược marathon. Đây, nhớ vào nút B để chọn. Tiếp theo, ta sẽ đặt thời gian cho bộ đếm bằng cách bấm vào nút A.
mỗi lần bấm vào thời gian sẽ tăng lên là 5 giây. Giả sử ta cần đếm ngược là 15 giây. Xong, bấm vào nút B để bắt đầu quá trình đếm ngược. Trên màn hình sẽ hiện lên thời gian được đếm ngược từ 15 giây. Do mặt microbit của chúng ta bị hạn chế về màn hình có độ phân giải thấp, nó tốn khá nhiều thời gian cho phần hiển thị bởi vì còn phải chạy chữ này kia. Cho nên quá trình đếm ngược hơi bị kéo dài một chút. Không sao, chúng ta chỉ mô phỏng chức năng đếm ngược thôi. Quan trọng là biết cách lập trình tạo ra và vận hành được chức năng này. Sau khi đếm ngược về con số 0, nó sẽ dừng lại. Lúc này, bấm vào hai nút AB cùng một lúc để quay trở lại chế độ chờ. Tiếp theo, ta sẽ lập trình cho chức năng hỗ trợ đo nhịp tim. Ta sẽ bắt đầu lập trình cho chức năng này ngay vị trí nó được kích hoạt, tức là khi người dùng bấm vào nút B để chọn nó. Ta sẽ quay lại với sự kiện On Button B Brexit và bổ sung thêm các lệnh mới vào khúc cuối. Cụ thể, ta đưa vào thêm một câu lệnh điều kiện để kiểm tra xem có đang ở chế độ bật menu và biểu tượng hiện lên trên menu có phải là chức năng đo nhịp tim hay không, tức là chế độ bằng 1 và chức năng bằng 6. Nếu điều kiện này đúng, ta sẽ chuyển sang một chế độ mới để nó không đụng hàng với những chế độ khác, đó là chế độ 6, kích hoạt đo nhịp tim. Sau đó, ta tạo thêm một biến số mới để lưu giá trị của nhịp tim. Ban đầu, đặt giá trị cho biến số này là 0. Ta sẽ đo nhịp tim trong thời gian là 60 giây. Do đó, ta sẽ sử dụng lại biến bộ đếm mà ta đã tạo ra ở phần trước và đặt giá trị cho bộ đếm ban đầu là 60. Chương trình sẽ bắt đầu đếm ngược từ 60 giây. Lúc này, đặt giá trị cho biến số đếm ngược là true để đánh dấu sự bắt đầu cho phần đếm ngược đo nhịp tim. Khi phần đếm ngược cho việc đo nhịp tim bắt đầu, ta cũng cần sử dụng đến một sự kiện lập để thực hiện việc này. Do đó, ta sẽ sử dụng đến vòng lập forever mà ta đã viết các lệnh hiện menu, chạy chức năng la bàn và chức năng đếm ngược trong đó. Ta sẽ bổ sung thêm các lệnh mới ở khúc cuối của vòng lập forever này. Cụ thể, ta đưa vào thêm một câu lệnh điều kiện để kiểm tra xem có đang ở chế độ kích hoạt đo nhịp tim hay không, tức là chế độ bằng 6. Nếu điều kiện này đúng, ta đưa tiếp một câu lệnh điều kiện khác để kiểm tra xem biến đếm ngược có bằng true hay không. Nếu đúng thì thực hiện các lệnh sau: tạm ngừng trong 1 giây, sau đó giảm giá trị của biến bộ đếm xuống 1 đơn vị. Cứ thế, trong vòng lập, bộ đếm sẽ giảm từ 60 giây trở xuống. Trong quá trình biến số bộ đếm vẫn còn lớn hơn hoặc bằng 10, thì ta sẽ cho màn hình hiện lên biểu tượng hình trái tim lớn nhỏ luân phiên nhau. Nhưng nếu biến số bộ đếm nhỏ hơn 10, thì ta sẽ cho hiện lên giá trị của biến bộ đếm lên màn hình để báo hiệu cho người dùng biết là thời gian đo nhịp tim sắp kết thúc. Nếu biến bộ đếm đã giảm đến giá trị 0, thì ta đặt giá trị cho biến số đếm ngược là false để kết thúc việc đếm ngược. Lúc này, ta sẽ chuyển chế độ làm việc của mạch microbit sang một chế độ khác, đó là chế độ nhập giá trị cho nhịp tim của người dùng. Ta quy ước đó là chế độ 6.1, chế độ nhập nhịp tim. Khi chuyển sang chế độ nhập nhịp tim, ta sẽ dùng nút A và B để hỗ trợ người dùng nhập liệu nhịp tim vào để cho mạch microbit xử lý. Ta quay trở lại với sự kiện On Button B Brexit và bổ sung thêm lệnh cho nó. Ta đưa vào thêm một câu lệnh điều kiện để kiểm tra xem có đang ở chế độ nhập nhịp tim hay không, tức là chế độ bằng 6.1. Nếu điều kiện này là đúng, ta sẽ tăng giá trị cho biến số nhịp tim lên 1 đơn vị và đi kèm với lệnh in giá trị của nó ra màn hình để người dùng nhìn thấy. Ban đầu, biến nhịp tim có giá trị bằng 0. Người dùng bấm vào nút B bao nhiêu lần thì nhịp tim sẽ tăng lên bấy nhiêu. Tuy nhiên, nếu nhập liệu theo kiểu này thì khá là mất thời gian. Ta sẽ dùng thêm nút A để hỗ trợ thêm việc nhập liệu cho nhanh. Ta quay trở lại với sự kiện On Button A Brexit và bổ sung thêm các lệnh mới ở khúc cuối. Ta cũng viết các lệnh tương tự như ở nút B khi nãy, nhưng thay vì tăng nhịp tim lên một đơn vị, ta sẽ tăng lên mỗi lần là 10. Như thế, người dùng có thể sử dụng nút A để nhập hàng chục cho nhanh, còn hàng đơn vị thì dùng nút B để nhập. Sau khi đã nhập xong nhịp tim, phải có một thao tác để xác nhận rằng người dùng đã hoàn tất việc nhập liệu và mạch microbit sẽ xử lý thông tin sau đó. Như vậy, ta sẽ sử dụng đến sự kiện bấm hai nút A, B cùng một lúc để thực hiện việc này. Ta quay trở lại với sự kiện On Button A cộng B Brexit. Nó đã có sẵn các lệnh quay trở lại chế độ 0 và xóa màn hình. Nhưng trước khi thực hiện các lệnh này, ta sẽ bổ sung thêm các lệnh xử lý nhịp tim ở phía bên trên. Như thế, chương trình sẽ xử lý thông tin xong rồi mới quay trở lại chế độ chờ. Cụ thể, ta bổ sung thêm một câu lệnh điều kiện để kiểm tra xem có đang ở chế độ nhập nhịp tim hay không, tức là chế độ bằng 6.1. Nếu điều kiện này là đúng, ta chia ra 3 trường hợp xử lý cho nhịp tim. Trường hợp thứ nhất,
Nếu nhịp tim lớn hơn 160 thì đưa ra thông báo cao, tức là nhịp tim cao hơn mức bình thường. Trường hợp thứ hai, nếu nhịp tim nhỏ hơn 50 thì đưa ra thông báo thấp, tức là nhịp tim thấp hơn mức bình thường. Và đối với trường hợp còn lại thì đưa ra thông báo bình thường. Mức nhịp tim bình thường thì nằm trong khoảng từ 50 đến 160 nhịp trên phút. Đưa ra một trong ba thông báo trên xong rồi, chương trình sẽ thoát khỏi chế độ đo nhịp tim và quay trở lại chế độ chờ. Sau khi nạp chương trình trên cho mặt Microbit, ta sẽ khởi động nó lên và chạy thử chức năng đo nhịp tim. Ta bật menu lên và tìm đến biểu tượng của chức năng đo nhịp tim. Đây, bấm vào nút B để kích hoạt nó. Trong quá trình đo thì ta phải dùng tay để tự bắt mạch cho mình thôi. Chứ nếu muốn đo tự động thì phải sắm thêm một module đo nhịp tim xịn sò và kết nối nó với mạch Microbit. Giờ ở đây ta không có điều kiện nên đành đo bằng tay vậy. Trong quá trình đo thì trên màn hình của mạch Microbit hiện lên biểu tượng trái tim nhấp nháy lớn nhỏ luân phiên nhau. Nhưng khi bước vào những giây cuối cùng, trên màn hình sẽ hiện lên phần đếm ngược. Khi đếm ngược về con số 0, đây là lúc ta sẽ nhập liệu nhịp tim để cho mạch Microbit xử lý. Giả sử nhịp tim ta đo được là 73 nhịp trên phút, thì ta sẽ bấm vào nút A 7 lần để con số tăng lên 70. Tiếp tục, bấm vào nút B 3 lần để con số tăng thêm 3 đơn vị, tương ứng với giá trị nhịp tim là 73. Xong rồi, bấm vào hai nút AB cùng một lúc để xác nhận. Trên màn hình hiện lên dòng chữ bình thường, tức là con số 73 nhịp trên phút nằm ở ngưỡng nhịp tim bình thường. Chương trình chúng ta hoạt động rất là tốt. Như vậy là qua bài hướng dẫn này, chúng ta đã bổ sung thêm hai chức năng khá là hay ho cho đồng hồ thông minh, đó là chức năng đếm ngược marathon và chức năng hỗ trợ đo nhịp tim. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu thấy video hay và hữu ích thì các bạn nhớ like, share để mọi người cùng tham khảo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký và bật chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất của Vidareal. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau.